Xin chào quý vị, kế tiếp chương trình những cái dòng loa bút xeo và cây cột châu Âu à, Số phát hành này giới thiệu quý vị 6 mã loa à, Có 3 cặp bút xeo và 3 cặp đến từ các thương hiệu khác nhau của Anh Quốc à, Cặp đầu tiên, một cặp loa đến từ thương hiệu Kip hay còn gọi là Kép Cặp loa có model là Creta 2 Thiết kế với bát là 16cm và tép đo Có chuyện Kép đây quý vị nhé Chuyện Kép nhé chữ kép bằng mạ gôn này. Mặt trước loa thiết kế với mặt da, đấy mặt da. Bát là 16 cm, màng nhựa nón nhựa và gân là gân cao su zin. Gân cao su zin thì nó sẽ có cả những cái chuyện như này quý vị nhá. Đấy M M 25 quý vị nhá. M28 M25 nhé Đấy. Nó sẽ có những cái chuyện này, mặt da trước rất đẹp này. Tuyến loa cũng như lưới căng đang đẹp tinh quý vị nhé Đấy. Phần chân dưới là có chân bằng nhựa. Thiết kế bên ngoài với vỏ màu vàng nhạt. Rất phù hợp để quý vị kê bày với không gian nhà có nhiều đổ gỗ nhé. Creta 2, lỗ thu hơi đặt phía sau. Tùng quách thì là bom b đẹp như mới này. Công suất từ 10 đến 100W. Trở kháng 8 ohm, rất dễ ghép quý vị nhé. Creta 2, ghi rất rõ ràng đây. Series chiếc bên này là 6820F. À, chiếc bên này. À, biết chiếc bên này, dòng này là sản xuất tại Euro quý vị nhé, châu Âu nhé, Made in Euro, Euro. Creta 2, chiếc bên này thì cái series thì hơi mờ 8V 100W rất dễ ghép, bé này nhưng mà nội lực rất tốt quý vị nhé Em đã ghép ở những cái phòng 30-40m, đến tiếng rất tốt, quý vị có thể ghép những cái chiếc Ampli khoảng từ à, 30W, 50W, 100W đến từ Nhật, từ châu Âu thì ghép rất tốt quý vị nhé Cặp loa thiết kế với khẩu độ chiều cao 38, chiều rộng 21, chiều sâu 25. Ok quý vị, cặp loa mở hàng chương trình này. Chắc chắn rồi, cặp loa mở hàng thì bên em sẽ bán để quý vị trải nghiệm với một mức giá mà còn thấp hơn giá bên em nhập nhé. Cặp Creta 2 sản xuất tại châu Âu. À, thương hiệu đến từ Anh, hãng kép có model là Creta 2. Số thành báo giá luôn quý vị, cặp này với mức giá là 2 triệu 900 nghìn đồng quý vị nhé. Rất hợp lý luôn, quý vị chơi trải nghiệm. Tiếp tục với một cặp loa cũng đến từ hãng kép à, Dòng này là cái dòng uh, uh, xuyên suốt đến bây giờ của hãng quý vị nhé Thiết kế đồng trục, đấy, tép đồng trục Thiết kế với chiếc bát là 16,5cm à, Màng tráng titan đấy, Màng uh, tráng titan quý vị nhé à, Tép đồng trục thì đặt ở phía chính giữa này đấy, Tép đồng trục phía chính giữa ở cái dòng mà nó có tép đồng trục này thường là củ bát đánh lực rất tốt quý vị nhé Vì bản chất là nó sẽ làm cái lõi của cái phần côn của phần bát nó sẽ lớn hơn Để nó còn có thể suốt cái tép vào cái lòng giữa nên là cái côn nó rất lớn Nên những cái củ này tháo ra quý vị thấy những cái củ nó to gần vào mặt luôn nhé Củ rất lớn luôn Lỗ thông hơi viền trước có chuyện kép Đây chuyện kép vân gỗ óc chó rất đẹp quý vị nhé Cặp này vân gỗ cũng gần như đẹp như mới nhé Đấy, ở trên có cái bửng ghi là Q series, này. Kép Q series. Loa zin, Cái căng lưới zin hết quý vị nhá. Wow, đẹp như mới rồi, đây. Đây phía hậu sau làm bom B. Hơi giống những cái dòng uh, mô nhé. Cặp này sản xuất tại Anh quý vị nhé, Myson England. sản xuất tại Myson England. Kép audio UK công suất uh, 120W trở kháng 8 ohm. Series trước bên này là FP 3500. Ở chiếc bên này cũng SB3500 quý vị nha. Đấy. Ở trên nó có thêm cái mã đuôi là 712G, chiếc bên này là 711G, đừng K-Series. Một cặp loa đẹp mà giá hôm nay thì cũng rất đẹp trong ngày mưa gió quý vị nha. Ngày bão bùng mưa gió thì shop sẽ bán quý vị mức giá cực đẹp luôn. này Cặp này thông thường nó trên 5 triệu quý vị nha. Hôm nay chỉ bán cho quý vị mức giá là 4 triệu 200 nghìn đồng. Giá quá hợp ví quý vị nha ở à, khẩu độ chiều cao là 36 chiều rộng 22 chiều sâu là 33 cm phù hợp những không gian phòng khách phòng ngủ từ 15 cho đến 40 mét quay đầu quý vị nhé là ghép tốt luôn quý vị có thể ghép với những chiếc ly châu Âu như bên em sẵn có đây Cambridge AR cam à, nêm à, các cái dòng loa của âm ly của Pháp như là Avanci vân vân quý vị nhé bên em rất nhiều âm ly châu Âu để phục vụ quý vị ghép với những cái dòng bút xeo như là cây cột À, lúc nào trong 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 show zoom có khoảng 450 chiếc quý vị nhé Quý vị uh, thao hồ lựa chọn như phối ghép làm sao để cho nó phù hợp với tai mình nghe nhất Ok quý vị uh, cặp loa thứ ba của model là One For Deal One For Deal cặp này là cặp mới tinh chính hãng của Nguyễn Audio Phân Phối quý vị nhé Cặp này uh, mới bóc hộp thì bên em bóc hộp ra để để mua Mới bóc để để mua thôi thì giá hãng đâu đó nó cũng rơi vào Tầm uh, 9 triệu mấy 10 triệu quý vị nhé Hôm nay bán bằng nửa giá của hãng này. Cặp Freo 12.0 Hàng nhập khẩu chính hãng mới tinh Mặt trước thiết kế piano bóng đen à, Khung gông thì dạng chrome quý vị nhé Chrome nhé Màng bát bé 12cm, 13cm thôi Nhưng mà có gia cố thêm các cái gân sóng Gia cường độ cứng nhé Tép đom dạng polycell đặc trưng của quạt rồi Tiếng rất tốt quý vị nhé Thiết kế vỏ bên ngoài là màu ốc chó, màu nâu ốc chó này rất phù hợp quý vị nào mà có những cái không gian tư gia phòng khách hiện đại sang trọng nhé hiện đại có thể là màu trắng nhiều hay màu đen nhiều quý vị chơi cặp màu này nó rất nền đã các loa thiết kế chiều cao là 28 chiều rộng 17 chiều sâu 22 cm à, bé ra nhưng mà cũng có thiết kế cao cấp quý vị nhé chạm loa BY à, quý vị có thể nhìn thấy cái chạm loa này nhìn thấy đã đã uy tín nhỉ có nghĩa là làm nó chất lượng cấu thành sản phẩm là tốt chắc chắn là nó cùng thùng thì cùng series rồi Designer in Engineering Unity Kingdom Đấy. À, cặp này là lắp ráp tại China quý vị nhé Diamond 12.0 à, Cũng không ghi nhiều thông số Cặp này bên Nguyễn nhập khẩu phân phối chính hãng à, Quý vị mua vẫn bảo hành 2 năm bình thường nhé Trở à, kháng là 6 ohm công suất 100W Rất dễ ghép Ok quý vị với cặp loa thứ ba Buxell có model là One Fadeo 12.0 Hôm nay shop sẽ báo bằng nửa giá hãng cho quý vị chơi nhé Cặp này shop bán quý vị mức giá là 4 triệu 900 nghìn đồng quý vị nhé 4 triệu 900 nghìn đồng Toàn những cặp loa đẹp hay mà giá nó chỉ có 3-4 triệu quý vị thấy Rất hợp lý luôn 4 triệu 900 nghìn đồng cho cặp loa One Fadeo 12.0 Tiếp tục với ba mã đến từ Anh Quốc Đều là những cặp loa cây cột hay mà shop đã tuyển chọn ra ở cặp loa đầu tiên là cặp loa có thiệu Mission cặp này là có model là 754 quý vị nhé Hồi trước em có cặp 753 thì em đã bán rồi cặp 754 thì thiết kế màu gỗ vân đẹp hơn quý vị nhé vân rất đẹp luôn đấy quý vị thấy đây. vân trùng vân mắt rất xoáy gọi là vân này thì chỉ có châu Âu mới làm được quý vị nhé châu Á thì không thể làm cái vân như này vân gỗ rất hình khối rất là lớn mắt to này. vỏ gọi là vỏ đỏ au luôn cặp này cặp Rosenwood quý vị nhé gọi là gỗ đỏ nhé cặp loa thiết kế với cái thông số kỹ thuật cũng khá ấn tượng à, bao gồm 3 chiếc bát và một chiếc chung trên cùng là một chiếc tép tem của ba lỗ thông hơi Từng ứng với ba cặp loa bát quý vị nhé ba cặp loa bát hai cặp loa chung và hai cặp loa tép cho một đôi đôi loa ở những cái dòng 753 754 này thì đã được anh em chơi khẳng định rất lâu quý vị nhé quý vị chơi thì lực nó rất tốt À, với một cái khung hình cũng như là một cái cấu hình hình thức thì nó gọn nhẹ thôi nhưng mà cái uh, chất âm rất là hay mạnh mà đẹp quý vị quý vị chơi cặp này không cần thể dùng cái sắp quý vị nhé không cần gầm du súp luôn vì cái lực bát nó rất tốt à, tuy là bát là chỉ có 14,5 cm thôi nhưng mà ba chiếc cộng lại thì cũng tương đương đánh tương đương với cặp bát 30 quý vị nhé chung 14,5 mà tép đo à, đom này đom đặc trưng dòng mission mission thì đặc trưng nhất là dòng đom lụa đấy quý vị nhé. đây đom lụa nhé à, dòng 753 thì sử dụng màng đom kim loại đấy vỏ gỗ thì quá đẹp rồi quý vị thấy đây. vân xoáy hết luôn vỏ đỏ ao luôn cặp này bãi đẹp như mới các quý vị nhé cặp loa sở hữu chiều cao 88 chiều rộng 22 chiều sâu là 40 cm cũng khá là sâu hậu sau thì màu đen có chạm loa bi vàng ươm này các quý vị nhé vàng óng luôn óng đúng hàng bãi luôn Đấy, cái tem này hơi mờ thì em sẽ đọc quý vị luôn Mission Công suất 150W trở kháng 8 ohm quý vị nhé Rất dễ ghép và hợp lý không ạ? Giá luôn à, căng lưới liền lạc à, Rất đẹp quý vị nhé Quý vị nào mua những cái sản phẩm bên em Thì uh, bên em sẽ chụp ảnh cũng như là quay video test Từng cầm một để quý vị uh, có những cái uh, cảm nhận sâu sắc nhất nhé Còn cái sản phẩm này cặp loa Mission của model là uh, 754 Cặp này hôm nay uh, à, đang mưa bão ở Hà Nội thì shop sẽ có mức giá tốt quý vị nhé Cặp này bán quý vị mức giá là 9 triệu 900 nghìn đồng Gọi là Bao giá toàn cầu quý vị nhé 9 triệu 900 nghìn đồng Cực kỳ hợp lý luôn Ok quý vị uh, Tiếp tục với một cái sản phẩm đến từ Anh nữa một Cặp loa đến từ thương hiệu BBK BBK thì cũng là một cái thương hiệu gần như là Đứng đầu tại Anh ở Với phân khúc loa tầm trung uh, Với những cái dòng loa cây cột và bút quý vị nhé cho chất âm hay mà hình thức thiết kế thì cũng khá là đẹp gần như là hàng châu Âu thì hàng hàng BBK thì thiết kế lúc nào cũng là độ tinh xảo cao quý vị nhỉ? chất lượng cao cũng như là à, về năm tháng thì nó xuống rất 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 chậm nha gần như nó đẹp đều những cặp loa mà em bán người ta sử dụng đến 25 25 năm nhưng mà chất lượng đang rất tốt nhé. cặp loa BBK 603 s 2 thiết kế chiều cao 86 chiều rộng 24 chiều sâu là 30 cm À, nó cũng uh, vừa vừa gọn quý vị nhé những cái phòng khách quý vị mà vừa vừa khoảng 20 cho đến 30 40 mét quý vị Cái ghép cặp này nó rất ok nhé thiết kế với chiếc bát là 16,5cm à, với màng giấy nón giấy và gân cao su quý vị thấy là cái nón giấy nón chụp giấy rất là lớn quý vị nhé cái bát này côn rất là lớn đánh lực rất là sâu này. lỗ thông hơi là phía trước à, phía trên là chung kép la 16,5cm, màng kép la rất tươi quý vị nhé, gọi là tươi giói luôn, ở trên đặc trưng rồi là chiếc tép uh, Titan, thép kim loại Titan quý vị nhé, tròn xe luôn, à, tròn xe, này ánh điện quý vị nhỉ? tròn xe luôn thiết kế với mặt trước bửng nhựa tổ âm màu đen xung quanh bút bề thì thiết kế giấy simili cũng là dạng màu đen quý vị nhé à, nó làm nổi lên cái phần chung kép la đây là phía hộ sau hộ sau thì nó có lỗ thông hơi cho phần chung có chạm loa bi mạ vàng rất là đẹp dm 6 là bay hai công suất 150 w trở kháng 8 ôm à, số seri là 8705 chiếc bên này là 8706 quý vị nhé à, nó liền kề seri quý vị chơi thì ghép rất ok rồi Ok quý vị một cặp loa đẹp à, Trước đây những cái dòng này năm ngoái năm kia thì giá rất cao quý vị nhé Thời điểm này quý vị mua cái dòng 603 S2 S3 Bây giờ giá tương đương với cái dòng 603 trơn quý vị nhé DM603 trơn thôi Cặp này shop báo giá luôn với quý vị là 12 triệu tròn quý vị nhé Cặp này báo luôn quý vị 12 triệu tròn Quý vị là mua cặp này sẽ bao ship nhé Bao ship toàn Việt Nam luôn Ok quý vị chuyển sang Ờ uh, uh, đi qua dòng DM thì chuyển sang dòng CM quý vị nhé. Dòng CM là dòng à, phiên bản đặc biệt hơn, nó là dòng cao cấp hơn đến từ hãng BVK quý vị có thể thấy từ các cái hệ khung gông cũng như là à, thiết kế về hình thức chất liệu là nó cao cấp hơn quý vị nhé Đấy. tất cả hệ khung gông đều thiết kế với hợp kim nhôm bao nhiêu năm là rất là bóng nhé à, vỏ bên ngoài thiết kế màu vàng nhạt, Đấy, gỗ tự nhiên quý vị nhé, màu vàng nhạt có chữ bo quen kỳ vị thấy cái chất gỗ nó rất là mịn nhé em không biết nó là gỗ gì nhưng rất mịn này tất cả hệ khung gông nó trắng bóc luôn vị nhỉ. trắng bóc luôn Đấy. thiết kế với bát là 16,5 cm chung 16,5 cm và tép dom titan Đấy, mặt gỗ trên à, nó có chất liệu nó rất mịn quý vị nhé sờ nó mịn như da bé luôn rất mịn luôn cặp loa thiết kế với chiều cao à cặp này thì chiều chiều cao là à 91 quý vị nhé. Chiều cao 91, chiều rộng 22, chiều sâu là 31 cm. đây là phía hậu sau. Vàng ống quý vị nhé. Gỗ thịt mà rất mịn luôn. Cọc loa BIWAY vàng ống À cặp loa C17 công suất 150W trở kháng 8 ohm sản xuất tại England quý vị nhé Made in England này. Cặp này vẫn còn sản xuất tại Anh có series là 10833 chiếc này là 10834 liền kề series lỗ thông hơi đặt phía sau cho giải bát à, ờ, Ok quý vị à, một cặp loa đẹp đến từ thương hiệu BVK có dòng model là CM7 à, để khép lại chúng trình sẽ số báo giá luôn quý vị nhé cặp loa này bình thường ngoài nó khoảng 15-16 triệu nhé cặp này bán cho quý vị mức giá là Uh, 13 triệu tròn quý vị nhé 13 triệu tròn gọi là đẹp hết nấc luôn Ok quý vị như vậy là số cũng uh, vừa mới giới thiệu ngắn một chương trình ngắn với 6 cặp loa đến đều đến từ châu Âu đến từ Anh quý vị cảm mến những cái sản phẩm nào xin quý vị liên hệ với shop theo số điện thoại 0388 59 6666 địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Nguyên 3 của giới Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tới